Sakura Sia pa bút chì màu cán dày pa. Bố mẹ nào muốn con chơi vừa an toàn vừa sáng tạo nên chọn ngay bộ đất màu Sakura Gray nhiều màu sắc. Tóm tắt bài viết 2, 1 về mặt hàng này, 2 chi tiết kỹ thuật, 3 mô tả sản phẩm, 4 từ nhà sản xuất, 5 đánh giá từ khách hàng. Về mặt hàng này, 12 màu, vàng, cam nhạt, nâu, đỏ, hồng, xanh lam nhạt, xanh lá cây hơi vàng, xanh lục, xanh lam, xám đen, trắng, tính năng một Grapper được tạo ra để bạn có thể tự do vẽ tính năng 2 vì nó đồng nhất và mềm mại, bạn có thể tự do pha trộn và nhân đôi màu sắc tính năng 3, độ dày và mềm phù hợp với bàn tay trẻ em, khó gãy, bạn có thể thoải mái tô và vẽ đường nét, kích thước một mặt hàng, phi viết hoa 11 x 71 mm, mảnh, kích thước thân máy 90 x 152 x 19 mm, nhãn hiệu sản phẩm màu Sakura. Màu sắc bộ 12 màu, vật chất cao su, tẩy, tên model LPR, màu mực đỏ, đen, xanh dương, xanh lá, xám, vàng, trắng, cam, hồng, nâu, chi tiết kỹ thuật, nhãn hiệu Sakura Color Product Corporation, số mô hình LP12A, màu sắc bộ 12 màu, loại vật liệu cao su, tẩy, kích thước 12, màu mực đỏ, đen, xanh dương, xanh lá, xám, vàng, trắng, cam, hồng, nâu, kích thước gói hàng 15, 4 x 9, 1 x 1,7 cm, 140 g, mô tả sản phẩm. Bộ 12 màu của Sakura Color Product Corporation dạng cuộn dày, với độ mềm mịn đồng đều, bạn có thể thoải mái phối trộn màu và vẽ tùy ý, nó có độ dày và mềm phù hợp với bàn tay trẻ em, khó gãy, có thể tự do vẽ và vẽ, đi kèm với một dây cao su giúp đồ đạc bên trong không bị rơi ra khi bạn mang theo, từ nhà sản xuất, một sản phẩm bán chạy mà Sakura Color Product tự hào trong suốt 40 năm kể từ khi nó được yêu thích. Sakura Color Product Corp. Rapper Taimaki, gợi nhớ về tuổi thơ của chúng ta với bao bì giống hệt như trước đây, vẫn được nhiều người sử dụng. Có vẻ như một số người gọi Sakura Color Product Crayon này là bút chì màu được các trường mẫu giáo và tiểu học chỉ định. Một trong những lý do tại sao chất lượng ổn định và khả năng sử dụng là tiêu chuẩn. Hơn nữa, chúng tôi đang cố gắng tạo ra những sản phẩm được yêu thích và tiếp tục sử dụng bao nhiêu tùy thích cho dù đó là một bộ hay một bông hồng, Sakura Color Product Wrapper dạng cuộn giày có sẵn từ bộ 10 màu đơn đến bộ 12, 16, 20 và 24 màu tập hợp các màu được sử dụng thường xuyên. Với nhiều màu sắc như vậy, phạm vi tác phẩm có thể được vẽ sẽ được mở rộng hơn rất nhiều, vì vậy việc vẽ sẽ càng thú vị hơn. Nếu bạn cần nhiều màu giống nhau khi làm việc gì đó lớn, đã có bộ 10 màu duy nhất nên bạn không lo hết. Hộp đựng giấy của bộ sản phẩm có dây cao su đi kèm, hộp đựng mềm 16 màu được thiết kế dừng bằng nút bấm, nên các bạn yên tâm không bị bung ra khi mang theo nhé. Màu sắc phong phú không chỉ trẻ em mà cả người lớn, các đánh giá phổ biến nhất của khách hàng là ấn tượng rằng nên sử dụng loại sơn có độ dày vừa phải và màu sắc tốt. Do phần thân chính là vết thương dày nên dù trẻ nhỏ, những người chưa thành thạo trong việc kiểm soát áp lực bút cũng khó có thể gãy được. Ngoài ra, vì cấu tạo mềm mại của mắt nên ngay cả những trẻ có sức mạnh yếu cũng có thể vẽ một cách trơn tru và mượt mà. Màu đặc trưng là có độ bóng dày như tranh sơn dầu, thêm sắc độ rất dễ dàng. Bút chì màu Sakura được sử dụng rộng rãi không chỉ đối với trẻ em mà còn cả người lớn yêu thích hội họa.